Xin chào cả nhà. Số người ở Hải Phòng bên em lên sóng cho các bác một em bếp từ đơn hiệu Sanyo các bác nhé. Đấy, con này là dòng phím gạt này các bác này. Phím gạt nhé các bác nhé. Con này điện 100V và công suất của con này là 1350W các bác. Đêm cực kỳ lặng khiếp, một tay không cầm nổi luôn các bác. Dày lặng vô cùng luôn. Điện 1350W. Đấy, con này thì 100% là được sản xuất tại Nhật luôn. Lặng lắm luôn, một tay không nhấc nổi các bạn. Đây, sử dụng cái này, chiến áp gạt. Đem cho các bác xem cái mặt bên ngoài đấy nhá các bác nhá. Các bác nhìn mặt này. Mặt hình vuông rất là đẹp luôn, sang xịn, mặt rộng nhá các bác nhá. Mặt không vỡ, không bị lứt, không bị làm sao cả. Đấy, mặt bếp cực kỳ đẹp luôn các bạn. Em test thực tế luôn và hướng dẫn các bác cách sử dụng nhá. Đây. Đây là cái gạt này, chiều điều chỉnh nhanh chậm này các bác này. Đấy, điều chỉnh nhá. Thấp này, trung bình này, cao này. Đấy. Đây các bác bật cái này lên là để tăng lên, tăng tốc lên. Còn đây là chế độ lấu này, các bác gạt sang đây nhá. Đây, gạt sang đây chế độ lấu bình thường này. Đấy, xuống đây là chế độ chiên này, các bác nhìn nó nhảy xuống đây nhá, là chế độ chiên này. Đấy, chiên. Đây chế độ lấu. Và bình thường thì các bác cứ đây, để chế độ này, thấp này, trung bình này và cao nhất cho em, full này, 230 đây. Đấy. Cực kỳ là nhanh sôi luôn. Công suất 1350W nhá các bác nhá. Đấy, và khi bỏ nồi ra là bếp nháy luôn. Nhanh sôi luôn đấy các bác nhìn này, vừa mới đặt lên xong nước đã sôi rồi, tắt đi này. Đấy, tắt luôn là cái đèn này nó cũng tắt luôn. Đây bật này, bật lên thì khi cái này cái chiến này gạt đi thì mới cái kia mới bật được lên nhá các bác nhá. Đấy, bật để tăng tốc lên, thấp này, trung bình này, cao này. Con này em bán cho các bác giá là 1 triệu bao ship cho các bác, bảo hành cho các bác 6 tháng, mọi chức năng sử dụng ok nhá các bác nhá. Đấy, hình thức đẹp, độ mới cao, độ mới khỏi phải bàn luôn. Một con bếp từ rất là lặng. Đấy, điện 100V thì các bác phải sử dụng qua cái đầu nguồn tầm 2000 VA cho em nhé. 1350 thì các bác sử dụng cái đầu nguồn 2000 VA cho em, sử dụng cho nó ok. Đấy, con này em bán cho các bác giá là 1 triệu bao ship, bảo hành 6 tháng. Bác nào lấy thì alo em, số điện thoại 0934230664 ạ. Hàng cọc lên đơn, cọc cho 100.000 có lại nhận hàng, được kiểm tra và thanh toán nhé các bác nhé. Rồi, em xin chào các bác ở các video sau ạ.